Hôm nay anh chị đi chùa ha. Dạ. Hôm nay chùa sao hả anh chị? Đi tham quan. Đi đốt nhang cầu bình an. Đi tham quan. Đi đốt nhang luôn. Nguyên nhân sao bữa nay anh chị đi chùa vậy? Dạ cầu bình an gì á. Hay là mình ở nhà người ta qua kiếm nhiều quá? Không, không vậy. Tại muốn hôm nay đi chùa cho thoải mái. Thì mấy hôm nay có ai điện cho chị nhiều quá không? Tại buồn quá đi. Sao buồn chị chia sẻ cho em cho mọi người biết được không? Tại vì có người nhắn tin nhắn quá trời. Sao vậy chị? Nói điện lại á. Chị kể rõ cho tụi em được biết nha, cô chú luôn ha. Tại vì em buồn mấy em đi cho hai chồng em đi thoải mái. Có nghĩa là người ta điện lại cho vấy phá mình nhiều quá hay sao? Dạ. Vấy phá vợ em nói gửi tiền gửi bạc rồi. Rồi theo như anh chị nghĩ thì có cái vụ tiền bạc người ta gửi cho mình không? Không, nếu mà có là có thì thôi. Có là có cô kia là kêu có cái anh kia là tới nhà trọ em luôn rồi. Ở tới thẳng nhà trọ em rồi. Shipper lại hỏi em tên gì nè. Đó là đưa tiền luôn. Shipper lại là tới nhà trọ em luôn rồi. Cái này là không biết sao mà khi giả dối không biết sao. Có nghĩa là không có nhưng mà ta nói có đúng không anh chị? Ai kệ đi, tại vì mình là mình nít mà nói gì gãy người ta. Mình nhìn ta người lớn, người ta không cảm ta người lớn. Mình nói người ta nói sao rồi mình trả lời được. Cô đừng nói dốc nói láo ra đó, mình có tội hà mình có nói. Cô gửi tiền cho con á, cô thẳng đi nhà trọ con. Đó, mình có nít mình khỏi nói hoàng hoàng. Cái em không phải mà chửi với cô kia cô nó muốn gửi tiền thì liên lạc nhà trọ em. Mấy cô mới gửi tiền nhà trọ tới nhà trọ mấy cô nhận được. Theo như em được biết thì anh chị năm nay cũng lớn tuổi rồi, đâu phải còn con nít nữa đâu. Mà mình không nhận xét được cái nào đúng hoặc sai anh chị. Ở trong điện thoại mà có biết đâu. Nhưng mà mình có thể nói người ta biết được, tại vì mình cũng phải là nít đâu mà cứ lừa gạt mình hoài. Giúp thì giúp, không giúp thì thôi ha. Rồi anh theo như người ta cứ gọi điện kêu qua chùa lấy tiền hoài. Nếu mấy mạnh một vân giúp tụi em thì giúp, đừng có chọc ghẹo tụi em, tội nghiệp tụi em. Em sợ là mạnh thường quân sống đó. Em có làm gì sai đâu mà chọc em. Em cũng người là con người mà. Giúp mình tụi em giúp thì, được thì giúp. Tụi em cảm ơn. Chứ đừng chọc ghẹo tụi em hoài. Buồn lắm. Em cũng buồn chứ em không có buồn đâu, tại vì cái mít mà mình không dám trả lời người ta được. Mình đâu phải con nít đâu chị khẳng định lại đi, năm nay chị nhiêu tuổi rồi? 35. 35 tuổi năm nay là chị đi gần hết nửa đời người đâu, con nít nữa chị. Người ta lớn tuổi hơn. Người ta lớn tuổi, lớn già hơn. Không mà em nói là mình chửi người ta là mình chửi, đừng có chọc em được rồi. Nói đừng có chửi em này nọ đó. Nhưng cái độ tuổi của chị á, thì đủ để nhận xét cái nào đúng nào sai. Rồi người ta nói cái nào đúng thì mình nghe, còn không đúng thì mình có thể nói lại nghe chị nha. Rồi người ta cứ điện thoại kêu mình đi qua chùa nhận tiền á, thì chị cũng phải suy nghĩ nói là... Em nghĩ nhận rồi. Thì cô nói cô gửi tiền cho em. Dạ. Ví dụ 2 triệu em đi nhận đi. Em không nhận cô ơi, bây giờ em nghĩ nhận rồi. Bây giờ mấy anh Vương không nhận em nữa, muốn gì nên đặt nhà trọ em. Bây giờ mấy anh cũng không nhận tiền em nữa đâu. Thật sự luôn, mấy anh em không ai nhận tiền cho chị đâu nha. Tại vì người ta, cái người mà nói điện gửi tiền cho anh này anh kia đó, người ta muốn phá chị thôi, chứ người ta muốn làm cho nội bộ của mấy anh em. Muốn sự thật á là trước mắt em mới nhận tiền. Nhận tiền người đó chưa đưa cho em, mấy em sự thật. Mới phải. Cái này mà điện là đi nhận không à. Người ta cứ phá mình á, người ta biết mình á, nhắc tới tiền là anh chị chạy quýnh đít luôn. Cứ chạy đi kiếm mà nghe tới tiền là đi rồi. Không biết người nào tiền nhận tiền đâu rồi nghe đó. Khi mấy anh kia không có nhận mà đó đói ai người kia nhận nữa đó. Mà ta kịp mấy anh kia nó không có nhận.
rồi cứ nói em, ủa em có biết gì đâu, kia anh đi nhận, em đi nhận chứ em có biết gì đâu đó. À, từ gặp mấy anh kia mới không có nhận tiền nữa, mấy anh vô quan cho mấy anh quay nữa. À, trực tiếp cho em nó chừng nào gửi hả, chờ trực tiếp cho em đi nhận. Bởi vì em mới nói đó là anh chị đã lớn rồi, mình phải suy nghĩ. Tiền không phải là dễ kiếm, mà người ta nó gửi cho mình là mình chạy đi lấy. Đôi khi người ta không thích mình đó, người ta muốn chọc anh chị đó. Cái đó là người ta chọc, không phải người ta gọi vụ kêu em đi nhận tiền đâu. Chị có thấy nghe không? Người ta gửi tiền, chị chạy vô chùa, em thấy mặt chị cứ chăm chú vào những chiếc xe bước vào ngôi chùa để chị chờ coi có ai đưa tiền cho mình không. Mỗi lần một chiếc xe chạy ngang là chị đều nhìn qua, đứng ở trước, không dám vô quán ngồi cà phê, uống cà phê gì hết. Chị thấy như vậy á, mình cứ tập trung mình suy nghĩ gì nữa, cái đầu mình sẽ bị giống như là mình bị quản trí á chị. Đó, đôi khi đó chị thấy anh Phi có chịu quạo, chị muốn la nó luôn. Tại do tiền nông nó làm cho chị như vậy đó. Nội bộ sao sáo luôn. Buồn con điên đó. Em thấy chị bây giờ là chị giống như là muốn bị tâm thần luôn á. Tại vì cái tiền, cái đầu cái nghĩ tiền. Cái bà điên luôn á. Hở lên nghe tới tiền. Em nói hả, người nào mà kêu em tiện lời cho em là em chạy xe, kêu anh Phi chở em đi liền đó, là lúc đó là không có rồi đó. À, thế là có người cũng người bị la, hai chồng em. Em nổi bực bội lên. Em không chở đi thì chửi. Người ta gửi tiền mà chở đi mà không chờ, phải chở, bắt buộc phải chở. Vì chở lên cuối cùng không gặp người ta, đâu có đưa tiền thiệt đó đúng không? Người ta nói dốc mình mà phải không? Vậy lúc đó mà mình lên mà không có người ta không đưa tiền cho mình á, là không đúng sự thật á. Là lúc đó anh... Không, người nào giúp cho em thật lòng, em cảm ơn cô rất nhiều. Còn nào mà người giả dối, em không có tin. Thì rồi làm sao mình biết người nào thật? Không có tin. Người nào người thật lòng em mới tin. Người nào mà cho tiền em á giống tên. Gửi tiền là có shipper lại tới chỗ. Là có chỗ nhà chỗ em tới tại em luôn. Mới đó là tin. Không phải là kêu em đi, tụi em đi lãnh đâu, biết lãnh gì. Đó, tới phòng nhà chỗ em. Ờ cái anh kia năm thiệu quý, kêu em là làm thiệu quý ha, là em nhận ra, em nhận tiền em liền. Đó. Hỏi em thì đó là có nhận thiệt. Còn mà người giả dối là không có tin. Kêu em đi nhận ha, chồng em đi nhận, cuối cùng có nhận được cái gì đâu. Đều là sai sự thật hết nha, tại vì không đúng như mà người ta gọi cho mình hả chị ha. Khi người giả, khi người thiệt, ai biết. Thì cái cuộc điện thoại người ta gọi cho mình thì mình cứ nghe vậy thôi chứ sao, đúng không? Nhưng mà thật sự đúng sai thì mình đâu có biết được, đúng không? Đúng, khi có thiệt lòng, khi không có đó. Nhầm người ghét, nhầm người thương. Nhầm người ghét mình, nhầm người thương. Người ghét người ta giúp. À, người không giúp á, người ta đã ân tị. Còn mà người nào giúp được thì người nó giúp. Nhầm khi người ta muốn chọc mình, chọc ghẹo mình thì sao? Nó chọc ghẹo á, có phải vậy. Còn người nào thật lòng á hả, đưa tay em luôn. Có khi nào là người ta biết mình cũng đang chuẩn bị gọi là ham tiền á, nên những người mà ghen ăn thức ở người ta phá mình không anh chị? Mấy em có ham ai đâu, người ta cho thì mấy em nhận à. Chứ không ham ai. Thì đâm ra những người mà ghen ăn thức ở người ta không có, người ta phá mình đúng không? Đúng. Người ta gọi người ta phá mình chơi vậy đó. Chắc nghĩ vậy. Cái này là gọi chơi. Rồi bị chửi. Chọc mình chơi. Là người ta ghét mình ha. Ta cái điện gọi, cho gọi, mình gì để cho mình bị chửi hả? Rồi anh chị cũng biết được vậy nữa là hay vậy đó. À, ai chửi đi, ai chửi thì chúc cô đứa mình khỏe rồi. Vậy là ai ghét mình là mình thương người đó ha. Em nói cô nè, chửi em chúc cô đứa mình khỏe nữa. Chứ em không có ghét. Thật giúp em thì giúp, đừng có nói dốc. Vì người ta càng nói dốc mình là mình càng thương người ta ha. Càng nói dốc là càng sai. Sai lầm. Nãy chị mới nói là người không, ta có người mình, thương, mình thương người có ta. Người thương mình thương người đó, có người ghét mình ghét luôn. Không nghe luôn. Có người thương thật lòng mà mình thương, còn người ghét mình không có nghe, tiền lời không có nghe. Chị Vi nè, từ cái cuộc gọi của chị từ đó tới giờ có cuộc gọi nào mà chị không nghe không? Có. Nhiều không? Mấy cuộc nữa. Mấy cuộc là chị em không nghe. Nghe mới biết được.
biết được ai cho tiền ai này nọ ai biết được ai khi không cho tiền sao? Phải nghe chứ, nghe mới biết cái cuộc gọi nào thiệt, cuộc gọi nào giả hả chị? Nhưng mà bây giờ là ai mà gửi tiền cho mình á là mình tin là không có ha. Dạ. Cái này là chỉ là đưa tay nhà trọ em à, để em tin. Bây giờ em có giận ai nữa đâu mà gửi cho em. Ừ. Không có ai, anh nào cũng gửi cho em đâu mà em nhận. Thôi bây giờ mình lo đi làm ăn đi nè, chứ tối ngày trông chờ cái tiền người ta hoài, rồi để người ta gạt mình, người ta la chồng, mình. Hai chồng em đi lượm đi mua, ai giúp thì giúp, ai không giúp thôi. Ừ. Nói vậy đó, hai chồng em thì tự kiếm. Ở đây đừng làm phiền em nữa, em nói rồi, đừng phải làm phiền em nữa. Ở đây thì cũng do anh chị, tại vì người ta thấy mình hám tiền quá đó, thành thử ra đó là mỗi lần cái cuộc gọi là chị náo nức. Thành thử ra đó là người ta là mới biết cái điểm yếu của mình mà người ta chọc sao? Mình không, ta chọc thôi, không phải mày gửi tiền. Rồi hà đừng có làm phiền em. Ừ. Để anh tệ, hai chồng em tự kiếm. Em nói thiệt, đã hai tay em tự kiếm được. Thôi em không có xin xỏ ai, đừng có chọc phá vợ chồng em nữa. Thế nó điện lại mà đi nhận, cuối cùng có nhận được cái gì đâu. Mà chửi lên chửi xuống nữa. Cho em, mấy em không có xin ai mà... Nếu mà giúp được thì em cảm ơn, không giúp được đừng chọc phá tụi em nữa. Thôi bây giờ vậy nè, anh chị đừng có trông mong vô cái đồng tiền của người ta nữa. Tại vì á, hồi hổm giờ em thấy á, là cũng nhiều cô, thấy không? Là cũng đã cho tiền mình làm vốn rồi. Thì bây giờ mình lấy cái đồng tiền đó đó, mình đi làm vốn, làm ăn đi, thấy không? Chứ mà tối ngày mà đợi người ta cho không, người không cho không đồng này nọ mệt quá. Để cho tiền đâu. Ai không, thì cho. Em không trông chờ mấy cô nào giúp được á, cô nào giúp được thì giúp, đừng có điện cho em nữa, chọc phá em chồng nữa. Em nữa, để hai chồng em được hạnh phúc đi. Ừ. Rồi bây giờ nếu mà thí dụ như Mạnh Thường Quân cô chú nào muốn giúp đỡ anh chị ha. Dạ. Là gửi theo cái shipper để vô tại chỗ luôn. Dạ. Là vô tận phòng trọ của anh chị. Đúng. Còn gọi điện là chắc là anh chị không tin là sự thật nữa đâu đúng không? Không tin. Từ nào shipper lại tới chỗ. Từ nào người shipper lại mới em tin. À. Rồi bây giờ thí dụ như ngày hôm nay hoặc là ngày mai có cuộc gọi chị có bắt máy không? Thì bắt máy lên là ai chửi là đừng tắt nghe mà ai phá máy rồi. Cười nào người nói cô gửi cho 200.000 gửi cho nhà phòng nhà trọ em nè là em nhờ phải nói chuyện thiệt. Cô gửi em 2 triệu đô, 200 đô, em đi nhận trượt cho mà mấy anh YouTube á, anh gì đó shipper là ở nhà chợ em đó, cơ có thiệt là tới chỗ. Còn mà kêu em đi nhận người nọ thì nó không có đâu, giả dối không à, đều lừa gạt không, chọc phá tụi em cho đi chơi giờ chạy vòng vòng chơi. Rồi sớm giờ đi vòng vòng đây rồi có đi hết mấy cái cảnh quan ở trong chùa này chưa chị? Chưa hết rồi. Chưa. Thôi bây giờ mình đi vòng vòng mình tham quan chơi đi ha. Chứ vô đây mà kể cái vụ tiền bạc hoài nó cũng không hay, tại vì cái chỗ này chùa là cái chỗ mà. Chùa mà là làm là nó kể tiền bạc còn buồn thêm. Ừ. Mình đi chùa chủ yếu là cái tâm mình tịnh, thấy không? Mình cầu xin cho có sức khỏe đồ này nọ cho con cái mình đồ này nọ, thấy không? Rồi cái công chuyện làm ăn thì mình phải đi mua bán chứ, nhiều khi á mình không có đi mua bán mà mình cầu xin có tiền thì ở đâu mà có, chứ đợi ai cho hoài đó. Ừ, đợi cho hoài mà người ta cho là cũng là mồ hôi xương máu của người ta làm mà có đúng không, mà ở đó mình trông chờ hoài rồi khi không có cái mình buồn bực đồ này nọ nữa hả chị Bi? Thì em nói em không trông chờ ai đâu, em tự kiếm, em tự sống mà. Ừ. Em bị đụng mê cha tự sống mà. Rồi vậy đi, rồi đi vòng vòng chơi đi nha.